Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Đó, này lô chữ K anh em. Anh em chốt máy hôm nay thì nhớ giùm em là cái mã chữ K ha. Và gọi trực tiếp giùm em là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh nha anh em. Đó thì hổm gài anh em nào mà đặt hàng mà chưa nhận được á, là lý do là do lỗi anh em, do lỗi bên bưu điện, người ta họ nghỉ á, họ không có làm á. Bởi vì anh em chịu khó chờ giùm em ha, chứ hàng là em đã gửi cho anh em hết mình rồi, không có còn đơn nào ở trong nhà chứ á. Đó, nhưng mà hàng hổm gài là do lỗi á, rồi nhiều anh em quên, tưởng là em gửi mấy anh shipper á, rồi hỏi lâu quá, thật ra là hàng đã gửi hết rồi ha, chỉ là bên bưu điện họ nghỉ hổm gài, nghỉ lễ không làm việc rồi hàng nó hơi chậm xíu. Rồi, địa chỉ của em là nằm ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha anh em. Anh em chốt máy thì liên hệ trực tiếp giùm em ha, là 0972 949 527. Anh em xem nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi thì cũng như mọi bữa thôi, là anh em chốt trên con máy trên đây làm sao thì em sẽ giao chính xác con máy như vậy, bởi vì trên con máy cái phần nào không hiểu, cái phần nào thắc mắc anh em hỏi trước giùm em ha. Đó thì hổm gài thì em có dính một trường hợp rồi. Anh đó anh nhận hàng đến nơi xong rồi anh hỏi, anh gặp con máy rồi anh thấy nó nhỏ quá rồi anh không nhận. Đó thì bởi vì em có dặn trước rồi, thì cái nào không hiểu thì mình hỏi trước. Đó, nhưng mà anh đó thì anh cũng biết chuyện là anh không nhận thì anh cho tiền ship, chứ bởi vì thật ra là con máy trên đây làm sao thì anh em đặt sao thì em sẽ giao chính xác như vậy. Tại vì cái hàng không có dám, không có đặt cọc, mà bởi vì đâu có dám mà giao hàng tầm bậy, hoặc là cái hàng mà không chuẩn, không đủ chất lượng như anh em đâu. Đó, đúng không? Tại vì hàng đến nơi mình được quyền kiểm tra trước rồi mình mới trả tiền mà. Rồi, một con cắt cỏ là sẽ tặng cho mình 6 món ha, là dây đeo, lưỡi, tháo mugi, ổ phát cước, lục giác 4 và cản cỏ, là 6 món cho con máy cắt cỏ. Còn bên cắt cỏ anh em mà muốn lên gao bóp thì em gắn gao mới nha. Còn anh em nào muốn gao gin thì lựa mấy con gao gin mà lấy ha, tại vì gao gin về nó không có đâu mà đổi cho anh em. Rồi, cắt cỏ là có nè, Echo 315 hai con luôn, gao bóp luôn ha. TB26 siêu đẹp luôn, Echo 265, Nativo, Magu 230, Echo 2350, cặp đeo lưng thì Mitsubishi TB, con này có đề siêu đẹp luôn, con này thì tầm trung. Tanaka, Magu, Gubin Makita Cốc. Đó. Cơ sách thì có là con Shindewa 355 này đẹp như mới luôn nè. Anh em nhìn cái lâm zin của nó nè, thấy không? Như chưa xài luôn á. Kyugit Echo con này là phải cũng gọi là siêu mới luôn, làm tình luôn. Shindewa 1035, Shindewa đời cao ha. Đó, Shindewa đời mới chạy cực kỳ là lại xăng luôn. Tanaka tay cục, Echo Grand hệ. Đó. Tanaka tay cục. Đó, và con Makita. Đó, bán còn lấy giá rẻ cho này 1.800.000 nè. Thì cưa em sẽ tặng 3 món ha, bao lam, giỏ và tiếp tháo mugi. Rồi, con này là con Tanaka nồng đứng anh em. Con này là hình như là sản xuất tại Đức. Đúng rồi, con này là được sản xuất tại Đức anh em. Đó, ghê mà đây anh em thấy không? Con này là 33cc nha anh em, xin lỗi anh em ha. Nồng của nó là 38 ly, 33-35cc vậy đó. Đó. Thì con này là con Tanaka nồng đứng. Thì cái dòng của Đức thì anh em biết rồi, là những cái dòng máy phải gọi là siêu bền, nó chạy rất là bền ha. Anh em phải nhớ chuẩn là rất là bền. Còn nồng đứng thì nó chạy rất là đầm nha anh em. Đó, nó dài chạy rất là đầm ha. Bán cho anh em con giá đầu tiên, kiểu như con gái khuyến mãi ha, 1.800.000 thôi. Thì giá này em bao ship rồi ha. Thì một con cưa trước khi đi em có cắt thử cho mình nha, em đưa vô khúc gỗ em cắt thử, nếu như mà cái cọng sên nào nó lục thì bên em mài dũa sẵn cho mình luôn ha. Đó, mài dũa sẵn luôn, về anh em chỉ việc xăng pha nhớt là anh em xài thôi. Đó, xăng pha nhớt là xài thôi, còn xài chừng nào lục nữa thì em có tặng kèm theo cho mình là một cái dũa ha, có tặng kèm theo cho một cái dũa, chừng nào anh em mà xài nó lục quá thì anh em dũa tiếp ha. Rồi, cái bình này là bình xăng pha nhớt chạy nha anh em, bình này là châm nhớt lam ha, nhớt cũ mình đó. Đó, máy móc thì nguyên zin hết, có hàm gồng nè. Đó, máy rất là đẹp. Đó, bô còn đang mung luôn ha. Đó, con này thắng xích còn luôn nè. Đó, thắng xích còn luôn nha anh em. Đó, thắng xích là sao? Thắng xích là anh em đẩy cái này xuống ha, là cái cọng dây xích nó không chạy, còn mở là cái cọng dây xích nó chạy nha. Đó, con này là vú bơm nè. Đó, và con này anh em nhớ là lưu ý ha, bật hết lên là đóng đèn nha. Đó, bật cho nó lên tới số 1 luôn nha anh em. Đó, anh em thấy không? Bật cho nó lên tới số 1 luôn nè. Đó là đóng đèn. Đó, giật nổ xong rồi mình bóp ra là le nó nhảy về ha, cũng như là le tự động như thế nè. Đó, bật hết lên nha. Đó, bật hết lên luôn cho nó màu nổ, còn công tắc ha, bẻ xuống là tắt nè, lên là chạy nha. Rồi, con này 1.800.000 ha, cân nặng của nó là 4.8 kg, lam của nó là dài 40 nha anh em, lam xích zin theo máy còn rất là đẹp.
quá ngon luôn. Rồi con K1 ha, 1,8 triệu. Tiếp theo là hôm qua con K2 nè. Con K2 là con Tanaka. Con này là con Tanaka tay cục cho anh em xài gia đình ha. Con này 36 ly nha nè, 30cc tay cục gọn nhẹ cho anh em xài gia đình. Đó, cưa củi quanh nhà hoặc là leo trèo đồ này kia đó ha, thì lấy mấy con tay cục mà xài. Tay cục quá thì anh em có thể là mình cầm một tay mình cưa ha. Đó, mình cầm một tay mình cưa trong cái quá trình mà thời gian ít á, kiểu như là xài gia đình xài ít đó, thì mình xài rất là ok ha. Đó, còn mà xài số lượng nhiều thì nó ma mỏi lắm nha nè. Rồi con này nguyên zin ha, con này 1,9 triệu thôi. Đó, con này thì Tanaka mắc in sa băng này. Đó, 290 ha, Tanaka Power. Đó, con này là lam của nó là lam 3,5 tấc ha, 3,5 tấc là mình chạy được 30 nha nè. Cân nặng của nó là 4,5 kg ha, con này 1,9 triệu, lam xích là zin theo máy ha, còn khá là dày luôn. Đó, máy móc thì nguyên zin, nguyên bản hết. Con này là anh em kéo lê ha, kéo lê ra là mình giật cho nó nổ. Đó, chừng nào nghe tiếng nổ thì mình đẩy vô lại ha, nó không có xài bơm xăng phụ nha anh em. Đó. Cái này là châm xăng pha nhớt chạy ha. Đó, còn cái này là nhớt thải nè, nhớt lam ha, nhớt bôi trơn đó. Công tắc thì ra sau cái đuôi mugi tắt nè, đẩy ra cái đầu lam là mở nha anh em. Rồi con K2 ha, 1,9 triệu thôi, máy gọn nhẹ cho anh em xài gia đình. Rồi K2 1,9 triệu ha. Tiếp theo là qua K3 nghe nè. Đó, K3 ha, là dòng máy hệ nghe nè, dòng tay cục hệ kêu gít echo gần, mấy con này chạy rất là tiết kiệm xăng luôn. Thì cưa bên em á thì nó đạt tiêu chuẩn hết, em mới gửi ha, là nhớt lam đồ này kia là ra ok cho anh em hết nha. Đó, nhiều khi anh em thợ nó chạy nó thử hệt trơn nhớt rồi đó, rồi quên châm vô nhiều con nó không ra, chứ trước khi đi em còn test lại nữa ha, còn test lại xong cắt thử xong ok mới gửi cho anh em mình. Rồi con này thì phải gọi là nó trắng, nó đẹp như đít ngọc trinh luôn anh em. À, gọi nó quá trời con này, làm xích của nó nè, mới can rồi thấy không. Cây này 2,3 triệu đây nghe anh em. Cây này là con Kyugit Echo Gen ha, Gen màu xanh, là thân thiện với môi trường và nó cực kỳ là lợi xăng nghe anh em. Con này là nồng nó 37 ly ha, 33cc, có mắc in sa băng cho anh em luôn. Đó, con này là thắng xích còn luôn nè, thắng xích còn nhẹ nhàng cho anh em luôn ha. Đó, quá đẹp. Nói chung là cái dòng này rất là đẹp nghe anh em, mấy cái dòng này về cưa củi nhà gia đình đồ này kia là rất là ngon luôn á. Đó, mấy cái dòng này là dòng máy hệ, máy mắc tiền nè. Đó, con này là châm nhớt ở đây nha. Đó, châm nhớt là làm ở đây ha. Đó, con này là xăng pha nhớt là chạy nè, le kéo ra là đóng ha. Đó, mình giật nghe tiếng nổ xong mình đẩy vô lại. Đó, bóp xăng, có bơm xăng phụ luôn nha. Đó, và anh em thấy là cái lam đó, anh em là nhìn là biết nó mới cái nào đúng không? Còn chữ hai mặt, nếu như nó cưa nhiều quá thì cái chữ nó sẽ bị chóc hết nha. Đó, còn nó chưa cắt bao nhiêu bởi vì chữ nó còn nè. Đó, thấy không? Rồi con này 2,3 triệu nghe nè, nồng nó 37 ly ha, cân nặng của nó là 4,2 kg, lam của nó là 40, chạy được 35 á. Quá lực luôn, con này cái bô nó quay xuống dưới luôn nè, thổi ba cái mặt cưa rồi nó không có quay lại mình nè. Rồi ha, con K3 2,3 triệu. Tiếp theo là con K4 là cũng 2,3 triệu luôn nè. Thì cái con phiên bản này thì nó cũng là cái dòng Kyugit Echo Gen, nhưng mà cái phiên bản này là cái phiên bản tay dài nha nè, phiên bản tay dài ha. Đó, nó để là 305 nè. Đó, thì con này nó cũng 37 ly nha nè, nó cũng 30, cỡ 33cc ha. Máy móc thì nguyên zin nguyên bản, tay dài thì anh em xài số lượng đồ nhiều hơn tí xíu. Đó ha, xài số lượng nhiều hơn xíu thì lấy con này. Đó, thì những cái con này thì là thích hợp cho anh em xài gia đình nha. Đó, cưa cắt nhiều cũng được, cắt nhiều thì lấy tay dài, còn cắt ít thì lấy tay cục. Đó, mấy cái dòng này là nó, tại vì cái dòng máy nó đề cao, nó rất là dễ nổ và lại xăng cho anh em luôn. Đó, anh em ví dụ như muốn lâu lâu rồi lôi ra cắt cái dục vô kho để đó, rồi xong chừng nào 4-5 bữa hoặc là nửa tháng hoặc là tháng đó ha, lôi ra cắt lại thì lấy mấy con này giật nó mau nổ, cái này giật nó dễ nổ. Đó, con này cũng rất là đẹp nha anh em, con này cũng đẹp không kém gì con kia á. Ở con này công tắc đây ha, bẻ xuống là tắt nè, lên là chạy. Chỗ này là châm xăng pha nhớt, ở chỗ này là châm nhớt lam nha anh em, nhớt cũ ha, xăng pha nhớt đây. Cái le cũng y gan vậy vậy luôn ha, vú bơm luôn, kéo qua là đóng ha, kéo vô là mở. Đó, mắc in ra bằng anh em thấy không? Ở con này thì cũng có khóa xích đồ đầy đủ cho anh em hết nha, nhẹ nhàng hết. Đó, lam của nó là
làm của nó là 40 nha anh em ha, cần nặng của nó là 4,3 nè. Đó em có nãy em có cần trước rồi em ghi sẵn luôn cho nó mau chứ dục tới dục lui nó lâu lắm. Nồng 337 ly nha. Làm xích zin theo máy còn chữ echo luôn ha, xích zin còn rất là dày luôn. Đó rồi, con này 2,3 luôn nha anh em. Lực anh em nghe tiếng gam ti không là biết cái lực cỡ nào ha. Rồi con K4 ha cũng 2,3 luôn nha anh em. Ở tiếp theo là em qua con K5 nè. Thì con K5 này thì cái dòng tay cục nha, con này siêu mới luôn anh em. Con này thì cũng là cái dòng Tanaka ha. Đó Tanaka tay cục cho anh em mình xài gia đình rồi này kia là hết bài, lâu ra sạn lần rồi này kia đó ha. Đó con này 2,000 thôi anh em, giá cực kỳ là mềm mại cho anh em luôn, giá siêu rẻ mà con này nó phải gọi là nó rất là đẹp luôn, cái bô là hình như nó chưa đóng khói luôn nè. Đó. Đây Tanaka Powermat ha. BMS 330A, nồng của nó là 37 ly nha anh em, 33cc ha. Máy móc thì thủng là hình thức là nguyên zin, nguyên bản hết, máy cưa thì thường thường là đồ zin không anh em, ít hiếm khi nào mà đồ lô lắm. Đó, xăng chỗ này là nhất lam ha, xăng pha nhớt đây chạy cũng với bơm xăng phụ ha. Lè cũng kéo là đóng, giật nổ nghe tiếng nổ xong mình đẩy vô lại ha. Máy thì rất là đẹp nha anh em, ốc tán còn 7 màu còn đẹp keng hết. Ở công tắc nè. Về sau cái đuôi quy là tắt ha, đẩy ra sau cái đầu lam là mình chạy. Đó, có chỉnh nhớt đây cho anh em luôn. 2,37 ly, nặng 4kg thôi. Đó, lam 35 ha, chạy được 30, lam xích zin theo máy còn đẹp luôn. Đó, cái chữ nó hơi chốc nó mờ mờ thôi chứ nó chưa chốc hết nước sơn nữa nè. Rồi, K5, 2,000 thôi nè. Rồi tiếp theo là em qua con K6 là máy hệ nha anh em. Đó, con này là máy hệ á, con này là con Shindewa Shock nè, 212135. Đó là nồng của nó 38 ly nha anh em, nó cỡ 35cc ha. Cỡ 35cc, con này là tay dài nồng đứng, chụp giật trợ lực le tự động luôn. Đó, khóa xích đồ đầy đủ, nhẹ nhàng êm ái luôn. Nói chung là cái đời này, cái đời dòng sinh đi qua nó chạy đã cực kỳ là ngon và cực kỳ là lợi xăng rồi. Và thêm cái con này nó đời phải gọi là nó rất là cao luôn nha nè. Đời con này phải gọi là cực kỳ cao luôn. Đời Eco nè. Đời Eco đời cao nè em thấy không? Eco ba lá cây đó. Đó, sinh đi qua mất anh gia bằng thông số nằm mê luôn ha. Đó. Nói chung là những cái đời cao, những cái ưu điểm đồ này kia hết là nó dồn vô con này hết nha nè. Là thứ nhất là chụp giật trợ lực nè, le tự động có bơm xăng phụ, khóa xích đồ đầy đủ. Và thêm cái nữa những cái bộ là giảm rung của nó là nó làm bằng lò xo hết. Đó thấy không, nồng của nó nồng đứng luôn nè, máy mới keng. Đó cái đời này là cái đời động cơ xăng chô á nè, động cơ xăng xô xài nó rất là tiết kiệm xăng nha. Đó máy thì bao zin, đó làm xích zin theo máy hết. Đó làm về làm trượt. Đó xích này xích xích chuột nha nè, xích mini đó. Đó rồi con này 2,7 nha anh em, nồng của nó là 38 ly ha, nó chỉ có là 4,8 thôi, làm của nó là 40 ha, chạy được 35. Rồi con K6 ha nè, ở 2,7 ha. Tiếp theo là qua con K7. Con K7 là con này là con Kyogit Echo, bao đẹp luôn, cực kỳ đẹp con này. Con này phải gọi là như máy mới, như máy thùng. Anh em nhìn cái mugi nè, quá đẹp, quá mới. Đó, màu cam lè luôn, cái bô mà nước gam nè. Đó, thấy không, cái bô nó màu đen anh em, nước gam còn luôn. Đó, và lam xích zin nguyên bản, lam Latin, lam đầu trượt luôn nè. Thấy không, cực đẹp. Đó, nói chung là con này đẹp như cái máy mới, như máy thùng luôn anh em. Rồi con này là dòng Kyogit Echo ha, Kyogit Echo là nó chạy rất là bốc và lợi xăng nha. Đó bốc lợi xăng. Ở nồng con này 37 ly luôn anh em, 33cc ha. Đó 37 ly, 33cc. Con này khóa xích còn không? Con này không phải khóa xích anh em ơi, con này là cái nó trắng tay cầm thôi. Đó. Trắng tay cầm thôi. Đó nhiều anh em thấy là cưa chuyên nghiệp là mấy cái này nè, gỡ bỏ cho đỡ dướng. Đó.
Rồi chỗ này là châm xăng ổ châm nhớt lam, 15 châm nhớt lam ha. Chỗ này là xăng pha nhớt chạy nè. Đó có bơm xăng phụ, lè đây, kéo là đóng lè ha. Đẩy vô là giật nổ xong mình đẩy vô. Đó. Con này là đây. 3.300 Kyrgyz mắc in da bằng ha. Đó, con này là 2.400.000 anh em. Nó là 4.500.000 ha. Lam của nó là 40 chạy được 35, lam Latin lam đầu trượt, máy rất là đẹp, rất là mới ha. Chỗ này nó có thêm cái bảng thông số nè. Mà nhìn mấy cái này một hồi ngu nữa anh em chỉ là nắm những cái cơ bản được rồi, cân nặng đó, lam đó và công suất máy là được rồi ha. Anh em nghe nổ không, cực kỳ căng luôn. Rồi đó ha, con này là 2.400.000 nghe nè. Rồi tiếp theo là hôm qua con K8 ha. Đó, con K8 là con cọp nhất trong bầy hôm nay đó, Cinewa 355 đó. Thì cái dòng này thì những anh em nào mà chịu chơi và chịu biết máy thì cái dòng này thì nó phải là thuộc cái dạng là đỉnh cao đó. Cái dòng máy là cái dòng máy hệ, dòng máy mắc tiền, nhưng mà con này phải gọi là nó siêu đẹp luôn. Đó anh em nhìn nè, nước sơn của nó nè, thấy không? Nước sơn của nó là còn nguyên zin, nguyên si hết nha anh em, 355 ha. Đó thì những cái con này là cho anh em là đi cắt thuê, cắt mướn, cắt chuyên nghiệp, cắt thoải mái. Nói chung là cái dòng này nếu như mà anh em đã từng xài rồi ha, là chỉ kiếm cái dòng này mà mua nữa thôi, chứ không bao giờ mà mua cái dòng khác nữa. Mà nếu được hư được con này á thì phải gọi là không biết đời nào luôn. Tại vì cái độ đẹp, cái độ mới nó quá trời luôn, quá trời đẹp, quá trời mới. Anh em nhìn cái lam zin của nó nè, còn chữ Cinewa luôn anh em biết. Đó, cái dòng Cinewa này mà nếu như mà con nào mà về được cây lam như vậy phải gọi là nó hiếm, cực kỳ hiếm luôn anh em. Nó ít chạy bởi vì nó mới được như vậy ha. Đó, con này là về cho anh em đi cưa mướn thôi ha. Còn nếu như mà bỏ tiền ra mà để mua con này mà xài gia đình đầu này kia là rồi. Đó, một đời nó mà ba đời ta đó anh em. Đó ha, con này là 4.000.000 nha. Đó, lam của nó là 40 chạy được 35 ha. Cân nặng của nó là 6.2 kg nha. Lam xích zin theo máy. Đó, xích này thì nói chung thì nó còn cỡ 50% anh em xài, nói chung là xài cũng rất là lâu nha, chứ không phải mà anh em thấy ít ít gì mà chạy một hai bữa nó hết rồi ha, không có đâu. Nếu như mà ít mà chạy một hai bữa mà nó hết chắc mua xích giết nghèo luôn á. Đó. Rồi, nổ em, K8 anh em, 4.000.000. Nghe tiếng nổ phải gọi là ghiền. Đây, con này là ốc gam ti, nó chỉnh nó bằng ngoài này luôn anh em. Nó có găng găng cho anh em chỉnh luôn rồi, thấy không? Đó, và bộ chế của nó là chạy chế quanh rồn anh em, rất là lợi xăng nha. Những cái dòng Cinewa 350, 355 này nó thuộc cái dạng là VIP đỉnh cao hệ của anh em miền Tây rồi. Con này giá 4.000.000 anh em, giá 4.000.000 ha. Rồi tiếp theo là qua cắt cỏ nè. Thì anh em chốt máy nhớ gọi trực tiếp giùm em ha, là 0972 949 527. Anh em xem nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh và một dấu like anh em. Rồi con K9 này là con Makita Cốc, con Men 201. Con này là nòng 30 ly 20cc. Một con máy đề cao cho anh em mình xài gia đình. Đó, con này là chạy chế ga ngang, chế tay đỏ tự động luôn hết anh em. Cực kỳ là lợi xăng luôn. Máy móc thì nguyên zin nguyên bản, con này rất là gọn anh em thấy không. Nồi cái bàn tay của em là xè ra là nó giáp hết con máy luôn rồi. Đó, những anh những bác đầu không chịu hỏi trước đầu, hỏi sao ta coi trên TV nó bự lắm mà mày. Phải rồi, xem trên TV là hình dung ra nó bự, phải rồi thấy không? Nhìn cái bàn tay nè, đó. Nói chung là những cái máy Nhật nó thiết kế gọn nhẹ nhưng mà chạy rất là bốc nha. Thì con này nguyên zin nguyên bản hết nha anh em, giá 1.300.000. Bình xăng lớn là zin đẹp nè, cổ ngỗng dễ châm xăng ha. Le đây, kéo vô là đóng nè, lên ra là le nhảy về ha, le đỏ tự động. Đó, con này 1.300.000 thôi, K9 máy đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Bồ sáng trưng nè. Đó, con này tâm lèn ha, công tắc nằm đây, hai tay lái, ga chết, cần sáng cỏ, đầu bò, đó là zin nguyên bản hết nha anh em, K9 1.300.000 rồi ha. Nổ cực kỳ giòn, cực kỳ chắc nha anh em. Rồi tiếp theo em qua là con K10 và con K11.
Đó, K10 và K11 này thì cái dòng Magu ha, thì em sẽ nói cái sơ bộ cái dòng Magu cho anh em nào mà mới xem kênh của em đó, cho anh em nắm trước đây ha, rồi em sẽ đi lại chi tiết từng con. Đó, thì cái dòng Magu á thì là thứ nhất, bền, dễ nổ, lệ xăng hư sau này phụ tùng nó nhiều, độ ổn định nó rất là cao ha. Anh em thợ thầy rất là dễ làm, rất là dễ chỉnh sửa. Nó rất là thích hợp cho những anh em mà mới bắt đầu sử dụng máy á, không biết gì động cơ, không biết gì máy móc thì lấy Magu mà chạy ha. Nó không có hỏng giặt cho anh em mình xài. Đó. Rồi thì con này là mà nòng 30 ly, 20cc ha, còn con này nòng 32 ly, 23cc là công suất máy đó anh em. Đó, máy thì nguyên zin hết nha, con nào con ấy là đẹp hết. Đó, thấy không? Chế của nó là chạy chế quanh gồ lại xăng anh em. Cái nắp bình xăng của nó là nắp bự ra, với lại nắp cổ ngỗng cũng dễ châm xăng luôn ha. Đó, chế là quanh rồ ha, lốc có dập da băng cho anh em. Con nào có dập da băng thì em sẽ quay ha. Đó. Rồi, con K10 thì 1,3 triệu anh em, còn K11 thì nó to hơn ha. Đang ra thì nó phải mắc hơn là chuyện đương nhiên rồi. 1,5 triệu. Đó, con này thì nó có hơi cắn nhẹ đây xíu nè. Tum liền, công tắc nằm đây ha. Con này cũng vậy, tum liền, công tắc nằm đây. Hai tay lái ra giữ cần đầu bò zin nguyên bản hết nha anh em. Châm xăng hết, bởi vì giật nó hơi chậm nổ rồi nè. Rồi, K10 ha, 1,3 triệu, K11 thì 1,5 triệu. Tiếp theo là qua con K12 và con K13 luôn. Đó, K12 và K13 thì cái dập cặp này là gọi là cặp Tanaka chân trống, Tanaka hai chân trống đó ha nè. Đó, thì cái cặp này á, thì cái đồ của nó thì nó cũng là đồ thông dụng, đồ đời mới bây giờ hết. Đó, nếu như mà tính về cái độ bốc thì nó sẽ bốc, nó chạy bốc hơn hai con kia nha. Nếu về độ bốc, độ mạnh thì hai con này cái cảm giác của nó chạy nó sẽ bốc hơn ha, nó sẽ lực hơn. Đó, thì cặp này thì máy móc cũng là nguyên zin nguyên bản, thì cũng là dòng máy gọn nhẹ, chạy rất là khỏe nha. Mấy dòng này anh em nghe tiếng nổ biết chạy cực kỳ là bốc luôn. Đó, thì cặp này thì cũng là nguyên zin nguyên bản và cũng là chế quanh rồ, cặp này chế tai đỏ cho anh em luôn, chế tai đỏ tự động cho anh em luôn ha. Thì cái màu áo của nó là cái màu đen, bởi vì nó không có được đẹp, không có được sáng ha. Đó, không được đẹp, không được sáng. Thì con này 31 ly 21cc anh em, còn con này 32 ly, 23cc. Con này có chụp giật trợ lực luôn. Rồi em nghe nè, quay kỹ cho anh em xem nè. Máy cũng khá là đẹp chứ không có phải thuộc dạng cũ đâu nha. Đó, có da băng nè, thấy không? Con này cũng vậy luôn, bình xăng lớn là zin nguyên bản, cặp này cũng máy móc zin hết. Con nào mà thay đồ lô thì em sẽ báo liền anh em. Đó, đây cái le này bật lên là đóng le ha, lên ra là nó nhẽ về. Đó thì nó hơi gãy xíu nhưng mà xài bình thường anh em. Còn bên đây cũng vậy luôn ha, còn bên đây cũng vậy luôn. Con này thì cái áo nó hơi cắn chỗ này tí xíu nè. Đáng ra con này là 1,5 triệu nha, đáng ra con này 1,5 triệu á, nhưng mà nó cắn chỗ này tí xíu nè, bởi vì bớt tiền nha anh em ha. Thêm con này được chụp việc trợ lực nữa luôn, quá là ngon luôn. Đó, tum liền hết nha anh em, tum liền hết á, công tắc nè. Đó, công tắc đây hết ha. Hai tay lái ra chết, cần đầu bò lúc nào em cũng bao zin ha. Hiện tại anh em gặp chưa có thì chừng nào em cũng gấp zin cho mình hết. Rồi tiếp theo là K14 và K15. Đó, thì cái cặp máy này là cặp máy đeo lưng. Đó, cặp máy đeo lưng ha, cho anh em quải sau lưng đó, đi đồi, đi núi, hoặc là phát những trong vườn cây ăn trái rồi này kia, nhánh rồi này kia nó nhiều quá, anh em sợ nó vướng đồ này kia đó, sợ nó vướng đồ này kia thì lấy ha, thì lấy cặp này mang sau lưng mà chạy. Đó, mang sau lưng mà mình chạy ha. Đó, cặp này là cặp Mitsubishi nha, Mitsubishi TB26 ha. Nòng của nó là 34 ly, 26cc. Đó, thì cái cặp Mitsubishi dòng TB thì anh em biết ha, TB, TU và TL là ba cái dòng máy nó đỉnh, nó ngon nhất của là Mitsubishi. Đó ha, thì em sẽ nói sơ lược qua cái dòng này rồi em sẽ đi lên chi tiết
cho anh em biết. Đó thì cái đeo lưng á thì mình thì lúc nào nè nó cũng bự hơn, nó cũng kình càng hơn con máy càng thẳng rồi đúng không, nó nặng hơn là chắc ăn rồi. Nhưng mà khi mình quải trên lưng á, mình quải đều hai vai ha, cái cảm giác nó sẽ nhẹ hơn, nó sẽ đỡ mỏi hơn cái con kia đó. Rồi thì em sẽ vô con chi tiết con K14 ha. Con K14 này là 2 triệu nghe anh em ha, thì cũng là máy móc nguyên zin nguyên bản thôi, chỉ là cái áo nó hơi xấu con bên này tí xíu thôi đó, áo nó xấu hơn. À, còn con này là tính 2.3 triệu lận, lý do là nó đẹp hơn tí xíu nè, với lại là cái chụp giật của nó là có đề luôn đó. Nhưng mà cái bộ phận đề thì anh em về tự xử với bên em không có làm, bên em chỉ làm cho nó giật nổ thôi, phần đề là bên em không có bao nha, chỉ là giật cho anh em nổ ha, đề đồ dây bọng rồi này kia là để nguyên hết. Rồi con này thì nòng 34 ly, và thêm cái đặc biệt hai con này nữa là nó tum gầy, thì anh em có thể mình tháo ra mình gáp xịt thuốc, hoặc là mình chế cháo rồi này kia nó rất là tiện, hoặc là sau này mình xài đeo lưng nó chán rồi, nó không thích xài đeo lưng nữa, chỉ cần mua cái bộ cần tum gầy tum nhỏ gắn vô là sử dụng thôi đó. Còn mà nếu như mà con máy mà cần thẳng mà muốn quay lên đeo lưng á thì nó hơi phức tạp anh em, nó hơi phức tạp hơn ha đó, tại vì kiếm nó hơi khó hơn. Rồi thì con này thì cái áo nó không có được đẹp nè anh em, thấy nhìn là đánh giá, chứ máy móc là bên em bao zin cho nên anh em mình nguyên bản 100% hết. Chụp giật của nó là có trợ lực nhỏ, lóc của nó là dập mắt in sa băng, chế của nó là chạy chế quanh rồi hai kim ta đỏ ha. Con này cũng vậy luôn, nhưng mà được cái nó đẹp hơn, chụp giật của nó là trợ lực vừa có đề, anh em về đề thì tự xử chứ bên em không có làm đó. Lóc cũng có dập da băng, chế cũng là chế hai kim ta đỏ ha. Con này 2.3 triệu và con này 2 triệu nha đó. Anh em chỉ cần con máy zin mạnh bền được rồi lấy con này, vỏ nó hơi xấu xấu xíu thôi, tại vì làm biến đi kiếm vỏ với vỏ mấy con này nhóc đó. Tum gầy tum vô hết anh em thấy không đó, thấy không, tum 260 hết về anh em có thể tháo ra gáp xịt thuốc hoặc là chế cháo rồi này kia, nó cũng rất là ngon ha đó. Số xe ghi nè, số xe ghi máy nè đó. Con này thì nó hơi chóc xíu rồi, nguyên zin hết ha. Con máy có đề thì nè, công tắc của nó nè ha, bật nè, đề nè, đè xuống là đề ha, bên đây là tắt ha, anh em nhớ nha, đè xuống là đề luôn, ga đó. Con này thì ga ha, công tắc thì đẩy ra sau cái lát là tại là tắt nha, kéo về cái máy là nổ. Một tay lái cần đầu bò là bao zin. Chưa câu nữa vậy. Quá giòn. Rồi, tiếp theo là qua K16 anh em, K16 ha. K16. Đó là cái dòng này là dòng Qgit Echo 235G nữa. Nòng của nó là 32 ly 23cc anh em. Một con máy mà hệ miền Tây, em bán cái với mức giá là 1.5 triệu thôi. Giá này thì cực kỳ là mềm cho anh em luôn, cho một con máy là máy hệ nghe nè. Con này là thuộc dạng máy hệ ha. Đó, mấy cái dòng này á là cái nòng của nó chạy rất là bền, thêm cái nửa lửa nó là chạy rất là chuẩn ha, không bao giờ bị hư lửa. Đó, và nó chụp giật trợ lực, và chế của nó là chế ga ngang. Chế ga ngang vú bơm trước này thì siêu loại xăng luôn. Với lại bình xăng của nó là bình xăng zin nè, cổ ngỗng cũng khá là dễ châm xăng luôn ha anh em. Nòng 32 ly 23cc. Nếu như mà mua con này về xài gia đình thì rất là ngon, không có gì mà để bàn cãi hết. Giá chỉ có 1.5 triệu thôi, giá này em bao ship sạch chậu vậy. Đó thấy không, 2350G. Đó, số xe ghi và mắc in xe băng nó nằm bên đây ha. Đó, hai tay lái, ga chết, công tắc trên tay, xuống là tắt, lên là chạy, căng. Đầu bò là zin hết, K16, 1.5 triệu. Quá dễ nổ. Rồi tiếp theo là em qua con K17. K17 thì cái dòng này Magu, dòng Magu đời cao sát to anh em. Thì dòng Magu thì giới thiệu quá nhiều rồi ha.
Đó thì vô chi tiết luôn đi, tổ giới thiệu nữa. Đó, con này thì nổ nghe tiếng nó rất là sướng tai ha, 32 ly, 23cc, chụp giật của nó là trợ lực lớn. Trợ lực lớn này anh em kéo hết dây ra, anh em kéo hết cọng dây giật ra, anh em buông xuống là nó chạy ha, chứ anh em kéo mà anh em cầm hoài là không bao giờ nó chạy nha. Đó, thì con này thì nguyên zin nguyên bản hết á, con này là xài động cơ xăng chôn, nó rất là tiết kiệm xăng nha. Đó, cực kỳ là lợi xăng luôn, nắp bình xăng là cổ ngỗng dễ châm xăng nè, chế là chế quanh rồi ha. Máy rất đẹp nha nè, con này 1.6 thôi anh em nhìn cái bô nè. Thấy không? Nhìn cái bô và hai con ốc bô là biết. Thấy không? Ốc bô nó còn mới chát luôn, nó chưa có dấu hiệu mà xét luôn á. Đó, tại vì cái màu này màu nó không có được nổi con máy thôi, chứ thật ra con này còn rất là mới nha. Xuống là tắt, lên là chạy nha nè, tùm lèn ha. Hai tay lái, cà chết, càng, đầu bò, zin nguyên bản nguyên con hết, K17, 1.6 nè. Hết xăng nè, bởi vì lên hơi chậm ha. Rồi tiếp theo là con K18. Con K18 này thì cái dòng này cũng là đề cao anh em, Nativo ha, HME26. Thì anh em lưu ý thường thường những con máy cắt cỏ mà dòng mà có chữ E sau lưng ha, có thêm một chữ E nữa là cái dòng này đời nó rất là cao và cực kỳ là tiết kiệm xăng luôn nghe nè, và cực kỳ là tiết kiệm xăng luôn. Đó, và giá nó cũng rất là mềm. Nòng 34 ly, 26cc mà giá chỉ có 1.7 triệu thôi. Chụp giật của nó là có trợ lực nhỏ và chế của nó là chế quanh rồi. Bình xăng lớn của nó là bình zin, còn rất là đẹp, rất là mới. Con này máy rất là đẹp nha em, cực kỳ đẹp luôn. Đó, thấy không? Thì nòng 34 ly thì anh em về chặt có cứng hoặc là đập cước rồi này kia thì nó cũng khá là ngon nha, rất là ngon ha. Đó, bù của nó nè, bù mới chát luôn, cực kỳ đẹp. Đó, con này cũng tâm liền luôn hết anh em. Hai tay lái nè, ra chết ha, công tắc trên tay, lên là tắt, xuống là chạy, càng trắng cỏ đầu bò rồi là zin hết ha. 34 ly đổ lên là thuộc cái dạng máy to nghe nè, máy to chạy rất là khỏe ha. Rồi K18 1.7 triệu ha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ trực tiếp giùm em là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh và một dấu like ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi con K19 này thì cái dòng này là QX Echo 265. Đó, cái dòng máy này dành cho anh em những mà anh em mà xài máy mà cái biết cái công việc của mình nó nhiều nhưng mà không biết cái dòng nào nó bền nhưng mà nó lại phải vừa túi tiền. Nó bền, nó ổn định ha. Nó dễ nổ. Đó thì lấy con này. Con này thì đời cực kỳ cao à. Anh em mà theo dõi kênh em hoài thì biết là mấy cái dòng này nó chạy càng nóng càng bốc càng dữ là cục lửa nó siêu bền, chứ không phải mà những thằng máy đời cổ đời thấp quá trời tệ đi ha, chạy nó nóng nó ưa tắt thì con này là không bao giờ có ha. Đó, và những con máy cổ thì bên em thì hầu như là không bán, bên em chỉ là máy cổ bên em cho ra phế liệu, cho ra phụ tùng hết. Đó, chưa bán chi bảo hành nó mệt. Đó, rồi thì con này á là chụp việc trợ lực, cục lửa nó siêu bền, nòng của nó nòng kiến rất là dày, chạy ít khi nào bị hao mòn, anh em chạy pha nhất chuẩn, con này là siêu bền. Và thêm cái bộ chế là chế quả ga, chế của nó là chế da băng, chế hai kim, có kim chỉnh gió cho anh em đàng hoàng ha. Nắp e gió thiếu đầy đủ. Con này em bán 1.8 triệu thôi, lý do là cái áo nó không có được sáng, nhưng mà được một cái là bao zin cho anh em nguyên bản nguyên zin 100% ha. Về chỉ cần pha nhớt ok thôi là rất là bền, tại vì cái màu con này không được nổi. Đó, chứ nếu cho nên nổi nó từ 2 triệu, 2 triệu mấy là nghe nè. Đó, bình xăng cổ cao cổ ngỗng dễ châm xăng ha, buồn nè, nhắn từ nè, tại vì con máy để ngoài nắng á, cáo nó bị tái màu thôi. Anh em nhìn cái tum nhôm nó cũng còn rất là đẹp ha, còn rất là đẹp. 265 nè. Đó, số seri và mắt anh da băng nó nằm bên đây ha. Đó, có chân bảo vệ luôn, ốp eo chưa có nữa, gắn đầy đủ. Hai tay lái ra chết nha nè, công tắc thì nằm trên tay luôn. Đó, xuống là tắt ha, lên là chạy. Đó, xuống là tắt nè, lên là chạy ha. Càng trắng cỏ đầu bò rồi là zin hết. Rồi con K19 1.8 thế nè, về anh em chặt cổ cứng đồ này kia là ok, ngon lành cành lào hết. Rồi tiếp theo qua con K20 và con K21 thì cái cặp này là cặp Mitsubishi TB26 anh em.
Con này là đại 264 vậy nè. Nó là Mitsubishi TB26 nòng 34 ly 26cc dòng máy hệ nè. Máy hệ ha, 34 ly là thuộc cái dạng là máy to rồi. Và thêm cái dòng Mitsubishi đời này là đời TB, đời cực kỳ cao, chạy cực kỳ ổn định, cực kỳ khỏe và lại xăng. Đó, ha, cái dòng TB này 34 ly là nghe, tên là 26261 thì nó chỉ có là 33 ly thôi. Đó, cặp này thì máy móc thì nguyên zin, nguyên bản cho anh em hết ha, nguyên zin nguyên bản cho anh em hết. Thì cái con này nè, cái màu áo nó hơi tối hơn xíu là anh em thấy không, nó hơi sậm màu xíu. Em bán 2,2 triệu, còn con này em thấy nó tươi hơn. Đó thì em bán 2,3 triệu ha, chỉ hai con là máy móc như nhau, nguyên zin nguyên bản như nhau hết. Đó, bình xăng là nắp to, dễ châm xăng, chụp giật của nó là có trợ lực nhỏ hết anh em, có trợ lực nhỏ hết. Chế của nó là chế quanh rồi, chế hai kim, chế zin theo máy hết. Lốc có dập mất in ra băng cho anh em đàng hoàng. Đó, và cặp này là tum nhôm luôn anh em. Cặp này là tum nhôm luôn ha. Thì anh em biết là tum nhôm thì nó siêu bền, không bao giờ bị hư tum hoặc là cháy tum ha. Con K20 này thì ga và công tắc nằm đây ha, một tay lái. Nếu như anh em thích thì em sẽ gắn một tay vô, còn không thích muốn lên hai tay em gắp miễn phí hết. Cặp đầu bò xin hết. Rồi con K21 này 2,3 triệu ha. Đó, máy nè, thấy không? Sáng đẹp hơn là anh em thấy không? Tum nhôm nè. Đó, quá đẹp luôn. Con này thì tay lái nó zin của nó là hai tay nhưng mà nó bị gãy rồi ha. Anh em thích thì em sẽ gắn, còn nếu như muốn thích một tay dặn gắn một tay cho mình đầy đủ hết. Căng đầu bò là zin hết. Quá bốc luôn. Rồi, quá hời. Rồi con K20 thế em 2,2 triệu, còn con K21 là 2,3 triệu ha. Tiếp theo là hôm qua con K22 và con K23. Là cái cặp này là cặp máy to nha, cặp máy to cho anh em về đập cước đồ này kia nè. Hổm gà anh em hỏi em máy to đó ha, thì hôm nay em lên cho anh em hai con nè. Cặp này là cặp Kyugit Echo 315, nòng của nó là 36 ly, nó tương đương với là 31-32cc nha nè. Thì cặp này thì máy nguyên zin nguyên bản, máy nòng to ha, về cho anh em phát cỏ số lượng nhiều đồ này kia đó. Đó, chế của nó là chế quả gà, chế nguyên zin hết nha anh em. Con này là chụp giật của nó là vừa giật vừa đề nè, nhưng mà bên em chỉ là làm cho nó giật nổ thôi, chứ bên em không có làm bộ phận đề thì anh em về tự xử ha, em không biết. Đó, nói chung là không có bảo hành gì cái phần đề đó, về sống thì anh em xài, chết thì anh em chịu, chứ bên em không có làm ha. Đó, nói vậy cho nó nhanh, chỉ là làm giật nó nổ thôi. Còn con này là chụp giật của nó là có xả áp. Đó, xả áp thì nó giật nhẹ như trợ lực vậy đó anh em, chỉ cần lôi mạnh tay lên là chạy thôi. Cặp này thì nguyên zin nguyên bản hết nha, nòng 36 ly 31cc hết nè, có chân bộ giờ bình xăng hết này, anh em thấy không? Đó, cặp này là tum gầy, tum nhôm nhưng mà tum của nó nghe anh em, và có ra bóp zin hết nha. Thấy không? Tum gầy, tum nhôm. Đó, đồng giá 2,5 triệu một cây, anh em thích lấy cây nào thì lấy ha. Đó, anh em thích lấy cây nào thì anh em lấy. Đó, hai tay lái và ra bóp zin hết nha anh em. Đó, ra bóp zin nè. Đó, công tắc trên tay ha, xuống là tắt, lên là chạy. Còn con bên đây cũng vậy luôn, ra bóp zin, công tắc trên tay ha, xuống là tắt, lên là chạy. Căng đầu bò đều là zin hết nha anh em. Con này thì nó còn hai cộng dây đề nè mà không biết đề được không, không có thử nữa. Rồi để xuống rồi, để xuống nó rung như nè, còn nhán lên ha, tại vì da chạm với bê tông mà. Thấy không, xả cò xả hơi thì anh em giật rất là nhẹ nhàng, anh em chỉ cần hai ngón tay lôi mạnh dây lên là chạy thôi. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ trực tiếp giùm em hay là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh
và 1 dấu like ha. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại clip sau ha.